Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chào mừng anh Đoàn Ngọc Đa, Hội Hương, ở Nam Đà Nẵng, miền Nam California. Cảm ơn cô Hằng Nga. Kính thưa quý vị, đơn vị 46 có hơn 30.000 cử tri gốc Việt. Thế nhưng trong nhiều thập niên qua, những cử tri đó không có tiếng nói trên diễn đàn của đất nước Hoa Kỳ. Một người cư dân ở hạt 46 mạnh dạn đứng lên và có nguyện vọng nói lên tiếng nói của quý vị. Người đó là ai? Người đó chính là anh Mai Nguyễn. Chúng tôi xin chào quý vị. Trong hơn 20 năm qua, tôi làm việc với anh Mai Nguyễn. Anh là cựu chủ tịch Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng. Anh là người hiền hòa, thông minh và hăng say hoạt động. Hội Quảng Nam Đà Nẵng nhờ có anh mà có chương trình cứu trợ thương phế binh Quảng Nam Đà Nẵng. Anh đã đóng góp tài lực, nhân lực và rất nhiều ý kiến. Khi Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng gặp nhiều khó khăn, anh là cố vấn, tôi thường hỏi anh và được anh cho những ý kiến rất là tốt đẹp. Anh Mai Nguyễn là người thành đạt ở xã hội tân tiến này. Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ dồn phiếu cho anh, cổ động cho anh và anh sẽ đem tiếng nói của quý vị lên diễn đàn quốc hội. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp anh trong sự thành công mỹ mãn cũng nhờ quý vị. Kính thưa quý vị, anh Mai Nguyễn là một người đại diện cho thân chân thiện mỹ. Những thành công tốt đẹp của anh trong xã hội Hoa Kỳ sẽ hứa hẹn rằng trong tương lai, nếu đắc cử vào dân biểu quốc hội, anh sẽ làm được những việc mà chúng ta thường mong muốn. Trong giờ phút này, có nhiều người ra tranh cử, nhưng tôi hy vọng rằng với sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị và với sự hăng hái làm việc của anh và của gia đình anh sẽ thành công. Một lần nữa, Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng, hầu hết những người Quảng Nam sẽ ủng hộ anh và mong rằng anh sẽ làm việc một cách tích cực để không phụ lòng những người đã hy sinh và hướng về anh. Thì giờ có hạn, chúng tôi chỉ cầu mong quý vị cổ động và giúp đỡ anh Mai Nguyễn để trên con đường phục vụ đất nước quê hương thứ hai. Và trong tương lai, nếu anh được đắc cử, thì Hội đồng Hương Quảng Nam Đà Nẵng đó cũng là một vinh dự cho chúng ta. Một lần nữa, trân trọng kính chào quý vị và mong quý vị ủng hộ và cổ động cho anh cho tới ngày cuối cùng. Trân trọng kính chào quý vị. Cảm ơn anh.